Thưa quý vị, có một sáng kiến từ trường đại học Phoenicia, một nhóm các nhà khoa học đã vừa nghiên cứu thành công robot trợ lý Hypee. Robot này sẽ thay mặt con người giải quyết công việc và do vậy giảm được tiếp xúc gần, giảm được lây nhiễm trong phòng chống COVID-19. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Đây là robot Hypee, robot trợ lý. Và bây giờ chúng ta thử tương tác cùng với robot này. Xin chào Hypee. Xin chào chị. Hôm nay thời tiết như thế nào? Trời hôm nay có nắng, nhiệt độ 30 độ C. Vậy nếu giả sử như tôi cảm thấy ho sốt và nghi là nhiễm COVID-19 thì tôi nên làm gì? Chị nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra nhé. Xin cảm ơn Hypee. Xin chào chị, chúc chị một ngày tốt lành. Robot Hypee là thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phoenicia. Robot có thể trò chuyện, trả lời tự động, cung cấp thông tin, tự di chuyển trong không gian đã lập sẵn, có vai trò như người giúp việc hay là như một thư ký. Robot ứng dụng những công nghệ mới nhất hiện nay. Có hai công nghệ mới nhất, đó là công nghệ dẫn đường bằng SLAM. Thì công nghệ này cũng đã được ứng dụng trên những dòng robot sản phẩm tự hành robot của bên em. Và cái công nghệ thứ hai là công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận diện giọng nói và nhận diện khuôn mặt. Robot trợ lý có tiềm năng ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống, ví dụ như tại các nhà ga, bến xe, bến tàu, sân bay hay tại các bệnh viện, các bảo tàng. Robot sẽ đi lại khắp nơi, giúp chỉ dẫn cho khách, giới thiệu theo nội dung, giúp cho mọi người tất cả những thông tin cần thiết. Vì vậy, robot trợ lý có thể thay thế các nhân viên làm việc cả ngày lẫn đêm và do vậy hạn chế tiếp xúc, giảm được lây nhiễm, rất hữu ích trong phòng chống COVID-19. Nó có thể nhận diện được người đến, người khách đến, biết trước người đấy là ai, họ tên như thế nào. Và sau đấy thì nó sẽ dẫn cái bạn mà đến tham quan đấy đi một vòng theo đúng cái ý của bạn. Tức là bạn muốn đi đến thăm Smart Home chẳng hạn, hay là bạn muốn đi thăm một khu vực nào đấy thì nó sẽ dẫn bạn đi. Tại Hàn Quốc, robot trợ lý đã được ứng dụng ở sân bay Incheon, hướng dẫn khách nhập cảnh, hoàn thuế, cung cấp thông tin đặt phòng, khách sạn, mua thuốc. Với robot Hypee của Việt Nam, tiềm năng ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống và ngày càng hữu ích trong phòng chống COVID-19.